Lily xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Lily sẽ dẫn mọi người đi một cái chỗ hot pot ở nha. Cái này Lily có ăn mà lâu rồi, cũng quay mà cũng lâu rồi, cho nên là lần này quay lại nha. Cái chỗ này cũng là tên Volcano Hot Pot and Barbecue. Có một chi nhánh nữa ở trên đường International Drive á, Lily cũng ăn rồi luôn. Ở đây là thành phố Kissimmee. Thành phố Kissimmee á, thì ráp danh với thành phố Orlando luôn. Chỗ đây thì thường người ta hay ở đây ở kiểu vacation home Airbnb ở đây cũng rất là nhiều, tại vì cái khúc trên của Kissimmee rất là gần Disney, tại Disney nằm chính giữa Orlando và thành phố Kissimmee, cho nên nó làm người ta cũng ở Airbnb ở đây rất là nhiều luôn á, để mà đi chơi Disney. Thì Lily cũng giới thiệu sơ sơ về thành phố Kissimmee cho cô chú anh chị và các bạn biết. Thì nếu mà cái khúc này là rất gần gần Disney, còn mình ở khúc dưới của Kissimmee rất xa nha. Cái khu này thì Lily thấy là có barbecue của đại hàng, xong rồi bên bển không có sushi anh Thái nữa kìa. Đó rồi cái gì bên đó nữa đó, cái khu này rất là cũng rất là khang trang. Bên kia thì mình có cái chỗ nó gọi là Old Town, là chỗ kiểu mà chơi đi tản bộ trong đó đó. Ngồi có thể là gia đình của Lily ăn xong rồi no bụng thì đi tản bộ cho nó xuống cơm. Ok, bây giờ đi vô nha. Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là quyết định, cho nên là những cái khu này nó rất là đông xe, kẹt xe quá trời, nãy giờ cứng ngắc luôn. Không, không nói. Hello. Hi. Ba kêu người chưa? Yeah. We're gonna have let's see. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mình, gia đình mình có cái bàn này rồi nha. Cái chỗ này rất là rộng rãi, to lắm. Buffet. Chỗ này buffet. Cái bàn của mình đây. Hot pot and barbecue. Hello. Hello các bạn. Hello. Were you driving? Were you driving? Yeah. Tại sao travel sống drive? I was just driving. Oh, tưởng là travel sống đi. You said you were driving. I was driving. We were like, oh, where's Travis? I told him I could drive. Oh, okay. We thought you're not coming because she said she was driving. Oh. Yeah. She volunteered. She volunteered to drive. Yeah, it's mine. Thank you. Okay. This is mommy. Rồi, go. Rồi bây giờ đi Lì đi một vòng buffet. Đi vòng buffet ha. Cho mọi người thấy nha. Súp nè, súp của mình ra nè. Đó. Hot hot của Korea bây giờ cũng không có lạ đó, có nhiều chỗ có rồi. Orlando rất là nhiều chỗ, rất là nhiều luôn, chi nhánh luôn á. Loại buffet mình tự lấy cũng có, loại mà nó chạy trong cái máy đưa đến cái bàn mình cũng có, rồi loại trong cái menu mà mình order người ta đem ra cũng có. Nghe đến cái sauce, nghe mấy cái đồ seafood, tôm, mấy tôm cho nó ngọt nước. Fish sò, chắc không ăn cái này. Cái này đồ nướng. Pork legs. Cái này là gì không biết nữa. Pork intestine hả? Ruột heo cái gì á? Không bằng hả? Beef. A order. Mực. Mực ok. Mực thì ngon. Hãy nhiều chút. Cá hả? Mang cái đó hả? Há cảo.
Này ông xã không cho ăn nhưng mà thích ăn. Rồi ở đây là mình thấy nguyên một dàn rau cải nè, đủ cái loại. Chắc nướng hấp dẫn. Hồi ăn nướng lấy mấy cái đồ nướng hấp dẫn á. Thì nướng hấp dẫn á. Bò, heo. Mấy cái bò heo này nhìn ngon nè mẹ. Ba. Mấy cái bò heo này nhìn ngon nè. Mấy cái bò heo nhìn ngon á. Rồi mình lấy rau nha. Rau này ngon lắm ông xã. This one right? Spinach. Spinach. Spinach ngon. Mì. Cái này là bún rồi. Ô qua cái cọng nó to thế ha. Ngộ hả? To dữ sợ. Bánh phở hả? Ồ. Bự quá hả? Cái ăn mì gói hả? Mì gói hay là miếng ta? Mì gói hả? Mì gói đi. Tại vì cái nước mình là canh chua Thái, mì gói ngon. Thơm dâm chứ lộn. Ủa nó đem ra thêm kìa. Nên mới đem ra thêm kìa. Này nãy này nè. Nãy nó hết rồi á. Rồi hồi mình sẽ lại lấy cái đồ nướng nha. Đồ nướng nhanh hấp dẫn á. Rồi hồi làm để làm sauce nè. Cái này mà có sauce chấm mới đã. Ờ mấy cái đồ chua nữa nè. Rồi giờ về bàn rồi lại làm sauce. Làm cho nó trước nó bụng. À cho nó ăn, ăn trước đi. Sôi rồi ha. Ok được rồi sao? À. Rồi anh đi lấy đi. Ok, ông ngoại để mấy cái đồ seafood vô này ha. Bà ngoại nè. Wow. Đồ chưa nhiều. Bây giờ Lily sẽ để mấy cái đồ vô. Rồi Lily để mấy cái đồ vô nha, xong rồi đi làm sauce. Để đồ vô xong rồi mình làm sauce. Lấy cái muỗng muỗng ra em, nó nóng nó muỗng em á. Cái muỗng múc của em á. Muỗng này hả? Bây giờ múc nhanh vậy nè, nó có nóng. Ờ. Mày để mày ấy nút cho nó sôi ấy. Biết làm không? Kêu anh Travis để không? Em muốn sôi không? Kêu Travis để. Travis, can you increase her heat for her? In Chinese. Cái này heo hả? Này bò để sao ha? Ăn mì gói không? Ba ăn mì gói không? Dạ ăn mấy cái mì bún miếng rồi nãy nó mau no nhưng mà nó ngon. Ăn nó tasty.
rồi, để vô. Để hỏi nó có shrimp paste không ta? Nếu nó có nó để ra làm sao ơi? Hỏi nó, chứ nó đem ra sao? Ở trường nha. Nghe đi kêu anh. Nó đem được cái miếng thịt ngon đó, bà lấy cho. Cứ không chứ, không thật. Rồi. Rau. Bây giờ Lily đi làm sauce. Ok, ông xã ăn đi. Đừng có quay. Anh ăn đâu, đi lấy sauce luôn. À, đi lấy sauce luôn hả? Ok, đi. Em muốn ăn cay. Rồi, đi lấy sauce. Sốt chấm nó mới ngon. Gì anh? À, hi. Do you have, you guys have shrimp paste? Cause, no more. No more? Yeah. Oh, last time you have, it's so yeah, good. Yeah, yeah, yeah. Ok, đi chợ lấy sauce nè. Đây mình tự làm sauce nha, nó có mấy cái mix cho mình có thể làm theo á. Ok, rồi signature sauce không nhỉ? Chắc dùng cái này đi. Let's see. House sauce, scallion, chili, garlic, sesame oil, cilantro, sesame seed. Có nước mắm nè. Đó, ai muốn ăn nước mắm thêm ăn. How sauce nào? Ủa, cái nào là how sauce sao? Không thấy đâu. Sesame oil. Ơt sa tế nè. Ơt sa tế. Rồi cái này của Lily đây. Chắc chín rồi quá. Đó, chín rồi, chắc không mình ăn được quá. Nhưng gì mình ăn được rồi quá. Mì gói. Có miếng cũng ngon lắm, nhưng mà thấy mì gói cũng thèm. Tại vì xâm dâm á. Mì gói nè, cũng ngon. Rồi múc nha. Quay về cho. Thấy em rất thiệt luôn. Thì nó hư rồi. Rồi gia đình có Lily mời cô chú anh chị nha. Và các bạn. Ở đây thì mình đi ăn lúc nào mình cũng ăn cái nước súp chăm dâm á. Tại nó dễ ăn á. Canh chua Thái dễ ăn. Có mấy loại khác nhau, muốn ăn loại nào mình ăn. Cái loại này dễ ăn, chua chua, cay cay, dễ ăn. Còn nướng từ bên kia. Họ lên đồ rất là nhiều hot pot and barbecue. Rất nhiều chi nhánh luôn. Mực nhiều ngon. The hot pot rice, you need it better. Really? Yes. It has a small bun bay hơn bằng này đó. Nó không có buffet. It's a small one side, một bun thôi. Một bun có buffet hả? Yes. Sao hỏi nó không có? Like your seafood. You have processed crab. Oh, nó để. Oh, vậy hả? No, tại I asked them, nó nó không có buffet, nó is like nó chạy vậy đó. Yeah. Oh, nó không nói luôn á. Cái thằng nó không có nói. So we thought just that. No, tại cứ thế cứ hỏi thằng đó. Yeah. Vậy là đồ seafood nó để ở ngoài.
Rồi, con mấy cái kia để vô đó. Gotcha. I see. Okay. Nhiều chỗ quá, mình không biết ăn chỗ nào. But the broth, I thought the food was better. Oh really? The broth better? Yeah. Okay, Lily ăn thử cho mọi người xem nha. Mì gói. Chua. Chua chua. Chua ngon, Lily thích chua. Cho con cơm không thử? Dạ. Ủa, nó cho ăn hả? Thôi, có muốn ăn cơm không? Ăn cơm không? Như ăn cơm không con? Ăn đi con. Ok, bây giờ Lily thử cho mọi người xem nha. Chấm cái sốt nha. Bây giờ ăn xong để cho ông xã ăn. Cắm thớt hả thầy? Chỉ ăn cơm chịu tính tiền á. Mồm, mồm ngon. Môn ngon quá mẹ. Mẹ, môn ngon. Môn ngon. Mực, mực ngon. Rồi, ông xã ăn đi. Rồi. Rồi, gia đình Lily đã ăn no nê rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia đường. Hả? No, nó bị spawn nó ngắn quá. Nó rớt xuống dưới á. Mình sẽ đi across the street bên kia đường, nhưng mà đi bằng xe nha, chứ không có đi qua bằng đi bộ đâu. Nó cái nơi nó gọi là Old Town, một cái chỗ đi dạo chơi, những cái trò chơi này nọ, có nhà hàng trong đó luôn. Mình cũng chưa vô nữa, nghe nói mình chưa vô thử luôn. Đi cho tản bộ cho nó xuống cơm. Rồi gia đình của Lily đã ăn xong hot pot rồi, bây giờ thì đến cái chỗ phía bên kia đường của hot pot, nó gọi là Old Town. Thì giống Old Town có nghĩa là phố, Old Town có nghĩa là phố cổ. Thì trong đây họ làm giống kiểu cổ vậy đó. Đi dạo chơi, có mấy cái trò chơi này nọ. Thì cũng có những cái nhà hàng vòng vòng ở đây. Rồi, let's go. Go. Đi hướng nào em xã hả? Đi hướng này hả? Có mấy cái xe, cái go-karts. Wanna go go-karts? Yeah. No. I'm with daddy. No. I did it with daddy before. I scared. I did it with daddy and go high before. I scared. Then you don't go. You and daddy go. Daddy? Yes. So we go there, we gotta wait for Link and everybody else. Giống Branson á. Giống Branson á. Hồi xưa điện giật á, hồi xưa ở tù điện giật á. Giờ sao giật thiệt hay giả vậy? Giả, như giả. Giả hả? Giống thiệt quá. Anh đã nói là đến đời là thời xưa mà. Cái phố này phố cổ, phố xưa. Nó Mỹ thì nó làm đơn giản thôi. Phố cổ của Mỹ là đơn giản thôi. Chứ đâu giống như phố cổ Việt Nam mà làm khang trang. Em ơi, tìm cái chỗ ăn gì vậy? Indians. Không biết. Thế cứ đi thôi chứ biết sao vậy? Nói mình dẫn đây đi.
Gọi nó hả? Gọi đi. Ừ, cái tắt đi, tắt đi. Tắt cho em đi. Trời ơi, đã đi kìa. Ôi, em không muốn đâu. Để em mua rồi. Oh my god. Bye bye for you. Trời ơi. Lo rồi bắt uống cái này chết cha rồi. Cái này có áo khô không vậy anh? Trời ơi, nước gì đây không biết. Lo muốn chết rồi, còn mua cái này làm cái gì không biết nữa. Để con cầm cho mami đi. No, I don't know if it's alcohol, không biết có alcohol. Mami don't know. Cái gì? Hai. Hai bà ngoại, hai ông ngoại. Đi uống đi. Phố cổ à. Old Town. Ở đây mình đang ở thành phố Kissimmee, ráp danh với thành phố Orlando. Rất là gần Disney, khoảng 15 phút đến Disney. Rồi đây đó làm kiểu Halloween nè, sắp sửa Halloween nè. Cổ của Mỹ hồi xưa. Haunted house. Của mình nè. Haunted house. Oh, là nhà ma, ok. It's scary, scary. Là nhà ma đây nè. Haunted house. It says haunted what? No. Martin Manor. Đây của mình nè. Có rượu. Oh my god, look at both of you. Cheers, cheers with the cup and the glass. Cheers. Cheers. Hey. Mommy, can we go there? That's scary. What is it? It's like a little storehouse push button. I come with enough, please. Mình có mua đồ chơi nữa con ơi, đồ chơi nhiều lắm rồi, không mua nữa. Ơi, gặp đồ chơi là cứ mua thôi à, cản không nổi luôn á. Gặp đồ chơi là cứ mua à. I'm videoing you. Okay. Thank you.
later, later. Wow, ở đây có sushi đó nè. Sushi với boba đó nè. Sushi. Boba đó kìa, đây có sushi, sushi với boba nè ba. Boba tea kìa, cái boba tea. Đồ à sushi với boba. Boba tea. Đó là bar, bar everywhere. Bar everywhere. Mình có. That's a really nice sports bar though. Yeah, right? Very very nice, yeah. I've never been here either, so I don't know. Yeah. Bên ở chà chà. Bên kia cũng là một cái nhà hàng bên kia nè. Cái này là một cái sport bar. Đẹp quá. Okay, let's go. Let's go, babies. Let's go, babies. Hot dogs, fries, burgers, fish and chips. Yeah. Old Town. Anh ơi, hồi nhớ cái đường về Parking không vậy? Mấy đường, cái chỗ nào? Ok. I don't know, baby. This is a haunted place, don't you? Is it a haunted place? Cái này là người ta lên đó, ta quay lên nó ngồi đó, quay tròn. Đó, hoặc là bên kia thì có cái swing. Đó, quay tròn. Hồi nãy thấy người ta swing ở đây nè. Lên, lên xuống. Bây giờ họ chả không ai lên. Mát quá, so mát. I'm so cute. Em so cute. Enter. Make out a picture, Link. Oh. Okay, Link, get Ace, get out. You, Link. Pretty cool. Oh, yeah, pick him up. Come on, step up. Oh. Yeah, yeah. Nghĩ nè. Ok, we gotta get a whole link up. No, put your hat back on. Put your hat back on, I'll show you. Chụp nó kìa. Bữa nay em thấy ai đi đu hết rồi. Nãy thì người ta đu á, giờ không thấy ai. Ờ, dòng bên đó cũng nhà hàng tiếp tục. Kia cũng nhà hàng tiếp tục. Ở chỗ này là không có đói. Người ta đu kìa, ta đu kìa, ta đu lên kìa. Đó. Tại nó lên cao á, nhìn nhỏ thôi. À, hình như cũng hai người, hình như hai người ngồi à. Hai người ngồi đó. Old Town. Old Town, phố cũ. Người ta đang xếp hàng lên đây. Thôi mình không lên đâu. Rồi. Đi, let's go. Let's go. Let's go. Hey, how about a little checker? Think I got full bar. Ngon. I know. Có rượu à, I know. Phải sợ thôi chứ.
We don't know. Come no, on. No one here has ever been here. Oh, anh nhìn nè, cái này là mấy cái xe hiệu xe khác nhau kìa anh. Hiệu Ford, Mustang, đủ thứ hiệu kìa. Mình không có rành nhiều xe, Chevrolet. Mercedes. Volkswagen. GMC. À, cái này là gì ba? Cái này là gì nè? Cái này nè. Thấy quen quá nhỉ? Cái Mercury. Mercury. Uber. Cái gì? Corvette hả? Corvette? Không, không. Không phải Corvette hả? Cái này Dodge. Dodge. Mỹ mà. Ừ, có Mỹ hả? Ờ. Mà xe điện thấy rồi. Cái đứa mua gì? Ờ. Cái gì? Không mua nữa. Mua gì? Mua gì? Cái gì? Thôi thôi thôi, nó không muốn, nó không muốn. Mát quá. Rồi, gia đình của Lily sẽ đi về nha. Giờ mình ra parking đi về. Hôm nay thì mình chiều nay mình đi ăn Hot Pot ở thành phố Kissimmee, là sát bên cạnh Orlando cũng như là cũng gần Disney lắm. Cho nên là nếu có ai đến đi Kissimmee hoặc là trong Disney cũng có thể đến đây ăn lẩu Korean Hot Pot. Và tới đi bộ tản bộ ở đây cũng vui nè. Gọi là Old Town, sát bên coi như là đối diện với cái tiệm Korea luôn. Chắc vậy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Gia đình của mình hẹn gặp lại lần sau nha, trong video kế tiếp. Bye bye. Bye. Wow, cái tiệm này bán những cái đồ chân nè. Bring the rock. Đi con đi lên tới tới á. Nguyên một cái tiệm luôn. Đâu mất tiêu rồi. Ở đây cũng có một chỗ chơi nữa ha. Mình chưa có đến đây luôn, hồi nãy giờ chưa đến đây. Này có trò chơi nữa nè. Mình đang đi ra ngoài parking. Có cái khúc này cũng có trò chơi nè. Ờ vậy hả? Ờ vậy hả? À. Hả? Ok, rồi.